Hello! It's how you grow dates. Yeah, I guess xin chào các bạn. Hôm nay mình chỉ cho các bạn cách trồng trồng trái trà. Đó mình nghĩa là cái hộp rồi mình ăn cây trà là xong cái là mình lấy cái hộp. Hộp cái mình bỏ vô nước. Đây là date seed. Oh, this one. Yes. It's my ginger. It's sit right here. Yeah. And it's sitting. Excuse me. Sit right there. It's. Bỏ nước khoảng chừng 3 ngày. Rồi đem ra mình trồng. Three days. Rồi đem ra mình trồng. Right. Sau khi mà 2 ngày, 3 ngày rồi đó thì các bạn sẽ đào lỗ lỗ. Thì cái này trong đây là mình có làm cát nè, sỏi. Tại vì trà là nó thường hay là mọc như cái khô á. Đó là mình bỏ đây. Rồi cây bỏ cây vô, bỏ cái hộp vô. For the date in here? Yeah. Press it down. Press it down with that. You go over them with that. Go over them with that. Xin hẹn lại các bạn bản tin khi nào mà trả là lên mình sẽ thâu để cho các bạn biết. Thiếu nước, spray some water in. So there. Need data that roll in mostly in desert. Right. You know, they like heat and sandy. Rock and sandy. After 2 months? Oh, they grow really. Yeah, they grow really. After 2 months? Oh, sau khi mà 2 tháng này các bạn đã mọc lên rồi đây. Sao là thô luôn rồi. Cao ghê không? Năm nữa có trái. Nó trồng cho các bạn mình trồng trà là cao lên mấy gan rồi. 2 gan. Trồng trong nhà thôi.